You should be at the first time. Với số đo các vòng 75, 60, 92. Chúng ta đang đến với phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Phương Nhi. Chiều cao 1m70, cân nặng 47,5kg. Số đo 3 vòng 80, 57, 88. Thí sinh mang số báo danh 208, Lưu Hồng Xuân Mai, cao 1m74, nặng 49,6kg, số đo 3 vòng 78, 60, 93. Thí sinh Phạm Thị Hồng Thắm, chiều cao 1m72, cân nặng 50,1, số đo 3 vòng 79, 62, 86. Thí sinh mang số báo danh 419, Lê Nguyễn Ngọc Hằng,
cao 1m74, nặng 50kg, số đo các vòng 80, 60, 87. Thí sinh Lý Thị Thanh Thúy, chiều cao 1m76, cân nặng 56kg, số đo 3 vòng 83, 65 và 98. Thí sinh tiếp theo mang số báo danh 548, Đặng Thị Kim Thoa, cao 1m74, nặng 50,8kg, số đo các vòng 83, 60, 92. Thí sinh Vũ Thị Lan Anh, chiều cao 1m76, cân nặng 53kg, số đo 3 vòng 80, 60 và 94. Thí sinh mang số báo danh 392, Hồ Thị Yến Nhi, cao 1m80, nặng 55,5kg, số đo các vòng 80, 63, 91. Thí sinh Nguyễn Thị Phương Nga, chiều cao 1m74, cân nặng 51,7kg, số đo 3 vòng 78, 63, 91. Thí sinh mang số báo danh 319, Trần Thị Hà Vi, cao 1m68, nặng 49kg, số đo các vòng 81, 61, 90. Thí sinh Lưu Thanh Phương, chiều cao 1m74, cân nặng 54kg, số đo 3 vòng 82, 63 và 93. Thí sinh mang số báo danh 408, Đỗ Linh Chi, cao 1m73, nặng 54kg, số đo 3 vòng 86, 62, 93. Thí sinh Nguyễn Thùy Linh, chiều cao 1m73, cân nặng 55,6kg, số đo 3 vòng 84, 62, 90. Số báo danh 426, Lê Trúc Linh, cao 1m73, nặng 49kg, số đo 3 vòng 78, 60, 89. Thí sinh Đặng Dương Hà Tiên, chiều cao 1m71, cân nặng 49,1kg, số đo 3 vòng 78, 59 và 91.
số báo danh 446 Nguyễn Hoài Phương Anh, cao 1m70, nặng 50,6kg, số đo 3 vòng 83-63-90. Lương Thành Minh Châu, chiều cao 1m77, cân nặng 60,6kg, số đo 3 vòng 83, 62 và 95. Thí sinh mang số báo danh 232 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân, cao 1m71, nặng 48kg, số đo 3 vòng 76-62-88. Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng, chiều cao 1m69, cân nặng 49kg, số đo 3 vòng 80-60-86. Số báo danh 295 Cao Thị Phương Anh, cao 1m68, nặng 52kg, số đo các vòng 78-60-91. Thí sinh Vũ Thị Ngọc Trúc, chiều cao 1m68, cân nặng 51,7kg, số đo 3 vòng 80-61-92. Số báo danh 127 Phan Thị Vân, cao 1m71, nặng 46kg, với số đo 3 vòng 77-61-91. Thí sinh Phan Thị Thanh Huyền, chiều cao 1m73, cân nặng 54kg, số đo 3 vòng 84-62-96. Thí sinh mang số báo danh 018 Phan Lê Hoàng An, cao 1m70, nặng 48kg, số đo các vòng 81-57,5-91. Thí sinh Phạm Khánh Nhi, chiều cao 1m68, cân nặng 47,7kg, số đo 3 vòng 78-61-89. Thí sinh mang số báo danh 104 Nguyễn Thị Phương Linh, cao 1m76, nặng 53kg, với số đo các vòng 84-61-90. Thí sinh Phạm Thùy Trang, chiều cao 1m70, cân nặng 53,1kg, số đo 3 vòng 83-65-94.
sinh Nguyễn Thục Ngân số báo danh 256, chiều cao 1m74, nặng 57kg, với các số đo 82, 63, 91. Chiều cao 1m70, cân nặng 51,8kg, số đo 3 vòng 77, 64, 93. Thí sinh Huỳnh Nguyễn Mai Phương số báo danh 216, chiều cao 1m70, nặng 53,7kg, số đo các vòng 83, 62, 90. Thí sinh Võ Thị Thương, chiều cao 1m67, cân nặng 47,6kg, số đo 3 vòng 78, 62, 90. Và trang phục áo tắm của các thí sinh đang trình diễn trên sân khấu được đồng hành bởi thương hiệu Bikini Passport. Thí sinh mang số báo danh 345, Dương Thanh Hà, chiều cao 1m75, nặng 51kg, số đo các vòng 82, 62, 89. Thí sinh Nguyễn Thị Hoài Ngọc, chiều cao 1m72, cân nặng 55,8kg, số đo 3 vòng 85, 64 và 93. Thí sinh mang số báo danh 499, Vũ Như Quỳnh, cao 1m68, nặng 51,85kg, với số đo 3 vòng 82, 62, 90. Nguyễn Trần Khánh Linh, chiều cao 1m69, cân nặng 51kg, số đo 3 vòng 78, 62, 90. Số báo danh 121, Phan Thu Trang, cao 1m70, nặng 53,6kg, số đo các vòng 82, 62, 93. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với Hồ Ngọc Khánh Linh, số báo danh 278, với chiều cao 1m73, nặng 52,6kg, số đo 80, 61, 87. Yến, chiều cao 1m69, cân nặng 49kg, số đo 3 vòng 78, 60, 90. Thí sinh mang số báo danh 121, Phan Thu Trang, với chiều cao 1m70, nặng 53,6kg, số đo 3 vòng 82, 62, 93. Thí sinh
Nguyễn Thị Lệ, nam em, chiều cao 1m72, cân nặng 56kg, số đo 3 vòng 88, 65 và 96. Số báo danh 569 Nguyễn Lê Trung Nguyên, cao 1m69, nặng 46kg với số đo các vòng 80, 58, 91. Chiều cao 1m73, cân nặng 48kg, số đo 3 vòng 80, 59 và 90. Thí sinh Bùi Khánh Linh, số báo danh 267, cao 1m76, nặng 55,3kg với số đo các vòng 84, 60, 96. Nguyễn Bảo Ngọc, chiều cao 1m85, cân nặng 60kg, số đo 3 vòng 88, 65 và 97.